Nếu như cô không phản bội anh thì bây giờ hai vợ chồng thằng Thanh đã chết rồi. Thậm chí là cả đường dây cũng đang nằm trong tay của anh. Chỉ vì sự ngu ngốc của cô, chỉ vì sự phản bội của cô mà đã làm hư hết tất cả mọi chuyện của tôi. Nếu bên đó có giữ Thạch Thảo thì thả đi, chứ lớn chuyện lắm rồi đó. Làm gì có. Mày muốn có thông tin gì báo gấp cho tụi em với. Nhiêu đây thì giải quyết được cái gì? Đem về cho tụi nhỏ ở nhà mua kem ăn đi.